Chương trình đọc truyện mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, tác giả Mikhail Alexandrovich Solokhov, dịch giả Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc Hải Yến, Win Win Việt Nam, số 30. Chương 63. Sau đó, người ta đã nặn ra một chiến công từ trận chiến đấu trên. Kriuchkov được viên đại đội trưởng yêu, nên theo bản báo cáo tác chiến của hắn, gã được tặng thưởng huân chương Thánh Gióc. Còn các bạn của hắn thì chẳng được đả động gì đến. Người anh hùng được đưa lên sư đoàn bộ và rong chơi phè phỡn trên đó cho tới khi chiến tranh chấm dứt. Ba thứ huân chương khác gã cũng được nhận cả, chỉ vì ở Petrograd và Moscow có những bà quyền thế và những ngài sĩ quan đến xem mặt gã. Các bà ồ, các bà a, các bà tặng cho gã cô giác Sông Đông đủ mọi thứ thuốc lá đắt tiền và bánh kẹo. Đầu tiên gã chỉ hô cho các bà nghe bằng đủ các giọng, nhưng sau nhờ ảnh hưởng tốt của những kẻ có tài bợ đỡ đeo lon sĩ quan trong bộ tư lệnh, gã bắt đầu chuyển sang làm một nghề khá phát tài là kể chuyện chiến công. Mặt đỏ như quả bồ quân, gã khoác lác không chút ngượng miệng để cho các bà tha hồ hân hoan cảm động, ngắm bộ mặt dỗ nhằng dỗ nhịt y như mặt thằng ăn cướp của gã cô giác anh hùng. Thế là mọi người đều sung sướng, mọi người đều vừa lòng. Vua Nga ngự giá đến đại bản doanh, người ta lại dẫn Kriuchkov đến bái yết mặt rồng. Vị hoàng đế tóc râu ngô đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn Kriuchkov như người ta xem một con ngựa. Ngài hấp háy hai mí sưng mọng lũng nhũng như hai cái túi, vỗ vỗ vai gã. Gã cổ giác cử lắm. Rồi ngài quay lại bảo đám người theo hầu cho chẫm cốc nước suối. Cái đầu có bờm tóc xõa trước trán của Kriuchkov luôn luôn được đưa lên những trang báo cáo và tạp chí, có cả những bao thuốc lá mang chân dung Kriuchkov. Dưới lái buôn ở New York đem đến tặng gã một khẩu súng bằng vàng. Bộ quân phục lột của viên sĩ quan Đức bị Stepan giết được đính lên một tấm bảng bằng gỗ dán rất rộng. Tướng von Renkampfutter cho Ivankov và viên quản lên một chiếc xe hơi cùng với tấm bảng đó, rồi tới trước những đơn vị sắp ra tuyến lửa đọc những bài diễn văn động viên của nhà nước. Nhưng sự thật chỉ là thế này: những con người chưa học được thuần phục cách giết hại đồng loại đã bị đẩy lên vũ đài của thần chết. Trong một tâm trạng kinh hoàng của thú vật, họ chạm trán nhau, quật ngã nhau, mù quáng đâm chém nhau, làm cho bản thân mình cùng những con ngựa trở nên đuôi què sứt mẻ, rồi hốt hoảng chạy trước những phát súng, những xác chết với cả một tâm hồn bị què cụt. Người ta gọi đó là chiến công. Chương 64. Mặt trận còn chưa ổn định, thành một con rắn dài hàng bao nhiêu Vesta không xê dịch. Trên biên giới thỉnh thoảng lại nổ ra những cuộc đụng độ và những trận chiến đấu kỵ binh. Những ngày đầu sau khi tuyên chiến, bộ tư lệnh Đức cố vươn ra những cái vòi mò mẫm, tức là những đội trinh sát kỵ binh mạnh quấy rối các đơn vị quân ta, luồn qua các đồn tiền tiêu, dò xét cách bố trí và quân số của các đơn vị sư đoàn kỵ binh số 12 dưới quyền chỉ huy của tướng Kalezin hoạt động ở phía trước trận địa của tập đoàn quân Brusilov. Ở bên trái sư đoàn 12, sư đoàn kỵ binh số 11 đã vượt biên giới nước Áo và đang tiếp tục tiến lên. Những phân đội của sư đoàn này đã chiến đấu, chiếm được Letniup và Brody, rồi lại phải dẫm chân tại chỗ vì quân Áo vừa nhận được tiếp viện
và kỵ binh Hungary đã có những trận tập kích vào kỵ binh của chúng ta, làm cho kỵ binh ta phải đề phòng và lui về Brody. Sau trận chiến đấu ở gần thành phố Leniup, trong lòng Grigory Melekhov, một nỗi đau khổ nhức nhối luôn luôn tàn nhẫn làm tình làm tội chàng. Chàng gầy đi trông thấy, sút cân nhiều. Dù là hành quân hay nghỉ ngơi, ngủ say hay chỉ thiêu thiêu mơ màng, chàng thường thấy hiện ra hình ảnh người lính áo mà chàng đã chém chết bên dãy hàng rào. Trong giấc ngủ, chàng rất hay sống lại trận chiến đấu đầu tiên, và ngay trong khi ngủ, trong khi bị dằn vặt bởi những hồi ức nặng tựa đá đeo, chàng vẫn có cái cảm giác bị chuột rút ở bàn tay phải, nắm cán giáo quá chặt. Lần nào tỉnh dậy, chàng cũng đưa tay lên che cặp mắt nhắm nghiền đến đau nhức, cố xua tan cơn ác mộng. Kỵ binh dẫm nát lúa má đã chín vàng, các cánh đồng in đầy những vết móng ngựa với những lỗ đinh nhọn hoắt, cứ như vừa có một trận mưa tàn phá khắp xứ Galicia. Ủng bộ binh đầm rắn các con đường đất dẫm vụn nát đá trải đường, đập nát như những đám bùn tháng 8. Ở các nơi diễn ra những trận chiến đấu, bộ mặt sầu thảm của đất cũng bị trái phá khoét lỗ chỗ như mặt người dỗ hoa. Dưới những cái lỗ ấy đang hoen rỉ những mảnh gang và thép, thèm khát máu người. Đêm đêm, những vừng lửa đỏ ối sau đường chân trời vươn những cánh tay lên trời, chiếu rực những thôn xóm, những thị trấn, những thành phố như những ánh chớp. Tháng 8 là tháng mùa hoa quả chín. Thóc lúa đang chờ được gặt về, trời luôn luôn đăm chiêu xám xịt. Họa hoàn được ngày nắng giáo thì hơi nước lại xông lên, oi bức ngột ngạt. Tháng 8 đã sắp qua, lá trong các khu vườn chuyển sang màu vàng với một ánh mỡ màng. Các cuống lá bắt đầu có cái màu đỏ lúc hấp hối. Đứng xa mà nhìn thì có cảm giác như cây cối bị những vết thương xé rách thân hình đang tuôn ra những dòng máu đỏ. Grigory để ý theo dõi những điều biến đổi trong các bạn cùng đơn vị. Prokhorzhikov vừa ở trạm quân y về, hai má hằn rõ vết sẹo hình móng ngựa. Trên hai bên mép ẩn hiện một nét vừa đau khổ vừa băn khoăn. Cặp mắt dịu dàng như mắt con bò non luôn nháy lia lịa. Egor Jakob thì bất cứ lúc nào cũng có thể văng những lời tục tĩu tồi tệ nhất. Hắn làm những việc đê tiện nhiều hơn cả trước kia và chửi không tha một cái gì trên đời. Anh chàng cùng thôn với Grigory là Emelian Grosov, một gã cô giáp chín chắn tháo vát, thì không hiểu sao người tự nhiên đen đi như hòn than và thỉnh thoảng vô duyên vô cớ cười khà khà một trận. Tiếng cười không có ý thức gì, chẳng có gì vui. Mặt mũi ai cũng mang những nét khác trước. Ở mỗi người, các hạt giống mà chiến tranh gieo rắc đều được ấp ủ theo một cách riêng và cũng nảy nở theo một cách riêng. Trung đoàn rút ở tuyến lửa về, đóng lại để nghỉ ngơi 3 ngày, nhận số quân bổ sung từ vùng sông Đông chuyển đến. Đại đội vừa sắp ra tắm ở một cái đầm của tên địa chủ thì thấy một đoàn kỵ binh rất đông kéo đến từ nhà ga ở cách trang trại Bavesta. Trong khi binh lính Cossack đại đội 4 ra tới con đê, đội kỵ binh ở nhà ga tới đang từ trên cái dốc núi dài kéo xuống và bây giờ bắt đầu thấy rõ đây là kỵ binh Cossack. Prokhorzhikov đứng trên con đường đê, cúi xuống để cởi áo quân phục, gã chui đầu ra khỏi áo nhìn kỹ. Anh em mình đấy, dân sông Đông đấy. Grigory cau mày nhìn đội hình hành quân hàng dọc trườn về phía trang trại. Người ta điều quân bổ sung tới, có lẽ bổ sung cho chúng ta đấy. Chắc hẳn đã phải gọi đến kỳ hai rồi. Kìa, các cậu có nhìn thấy không? Kia là Stepan Atakhov, có phải không? Chỗ kia kìa, hàng thứ ba ấy. Grosov kêu lên, rồi cười một tiếng ngắn ngủn the thé. Cả thằng em nhà chúng nó cũng bị gọi ra rồi.
Còn Anikei thì chỗ kia kìa. Grisha Melikov, anh cậu nữa kìa, nhận ra chưa? Nhận ra rồi. Cậu phải thết mình một trầu đấy, đổ thổ tả. Mình đã nhận ra trước cậu. Grigory dương mắt nhìn chằm chằm, làm những vết nhăn trên hai gò má sâu xuống. Chàng cố nhận ra con ngựa của Petro. Ở nhà mới mua đấy. Chàng bụng bảo dạ, rồi đưa mắt lên nhìn mặt anh. Khuôn mặt biến đổi một cách kỳ lạ, vì lần cuối cùng hai anh em gặp nhau đã quá lâu. Hàng ria màu lúa chín xén bớt bên dưới và cặp lông mày bị nắng thui trắng phếch như bạc. Grigory bỏ chiếc mũ cát két xuống rồi vẫy vẫy tay như trong khi diễn tập chạy ra đón anh. Theo sau Grigory, một đám cô giắc đang cởi dở quần áo cũng chạy xuống, giẫm nát cả những đám bạch chỉ thân rỗng rất dễ gãy và những bụi ngưu bàng già cỗi. Đại đội bổ sung cho ngựa đi vòng khu vườn, tiến vào trang trại, nơi trung đoàn đóng quân. Dẫn đầu đại đội là một viên trung úy có tuổi vạm vỡ, đầu mới cạo nhẵn, không râu ria, cái miệng hách dịch với hai bên mép cong xuống, đờ ra như gỗ. Grigory nghĩ bụng, thằng cha này có lẽ giọng khàn khàn, hắc hắc lắm đây. Chàng mỉm cười với anh, rồi lại đưa nhanh mắt lên, nhìn thân hình viên đại úy ngồi rất vững trên lưng con ngựa, có cái mũi khum khum, chắc hẳn giống Camin. Đại đội! Viên đại úy cất tiếng hô, giọng sang sảng. Các trung đội hàng dọc, vai trái đưa lên trước, bước! Có khỏe không anh? Grigory sung sướng và cảm động mỉm cười, gọi to chào Petro. Ơn Chúa, bọn chúng anh đến với chúng mày đây. Thế nào, dạo này ra sao? Cũng bình thường. Còn sống cơ à? Tạm thời còn sống. Ở nhà gửi lời hỏi thăm đấy. Ở nhà ra sao hả anh? Vẫn khỏe mạnh cả. Petro tì tay lên mông con ngựa lực lưỡng màu hồng nhạt, quay hẳn lại, đưa cặp mắt tươi cười nhìn khắp người Grigory, trong khi con ngựa đi xa dần. Đám đi sau Petro, người thì Grigory quen, người thì không. Lưng họ lên lên xuống xuống, che không cho chàng nhìn thấy anh nữa. Có khỏe không, Griska? Gửi cậu lời hỏi thăm của bà con trong thôn. Cậu cũng đến chỗ bọn mình đấy à? Grigory nhìn thấy cái bờm tóc dày vàng óng, nhận ra Misa Kosevoy, bèn nhe răng cười. Đến với các cậu đây, chúng mình cứ như những con gà, thấy kê là đến mổ. Đi cho người ta mổ thì có, rồi cậu cũng sắp bị mổ thôi. Được, rồi xem. Ego Jacob nhảy lò cò trên đê xuống, trên mình hắn chỉ độc chiếc sơ mi. Hắn nghiêng nghiêng người, giơ tay lấy thăng bằng, cố thọc chân vào cái ống quần lũng lẵng. Chào anh em cùng trấn. Chà, té ra là Jacob Ego. Này con ngựa non, cậu bị buộc chân sau đấy à? Bà cụ nhà mình ở nhà thế nào? Vẫn còn sống. Bà cụ có lời hỏi thăm cậu đấy, nhưng mình không nhận mang hộ quà vì quá nặng. Ego lắng nghe câu trả lời với vẻ mặt nghiêm trang khác thường, rồi cứ tồng ngồng như thế, ngồi xuống cỏ. Hắn đưa tay lên, che bộ mặt xúc động đầy buồn phiền, chân run bắn lên, chẳng làm thế nào lồng vào ống quần được nữa. Một đám cô giắc đã cởi gần hết quần áo bên ngoài dãy hàng rào sơn xanh da trời. Từ bên kia con đường trồng toàn những cây rẻ, đám lính bổ sung từ vùng sông Đông tiến vào sân. Chào anh em đồng hương. Này, hình như bác Alexandra thông gia với tôi có phải không? Chính là Alexandra đây. Andrean, Andrean, cái con quỷ dữ cụp tai này, không nhận được ra tao à? Này thầy Quyền, vợ cậu có lời hỏi thăm đấy. Ơn Chúa, thế Boris Belov đâu? Cậu ấy ở đại đội nào thế? Có lẽ đại đội 4. Cậu ấy người đâu ta? Người Gia Tôn, trấn Vosenskaya. Cậu tìm cậu ấy có việc gì thế? Một gã thứ ba thoáng nghe thấy câu chuyện hỏi xen vào. Có việc cần, mình chuyển hộ bức thư. Người anh em ạ, cậu ấy đã bị giết hôm kia ở gần Raybrook đi rồi. Có thật không? Thật đấy, chính mắt mình trông thấy mà, viên đạn trúng ngay dưới nụ hoa bên trái.
Các cậu ở đây có ai ở vùng sông Chết Nai A không? Không, thôi đi đi. Đuôi đại đội đã vào hết, toàn đại đội tập hợp giữa sân. Trên mặt đê lại đông nghịt những gã cô giắc quay ra tắm. Chỉ lát sau, những gã thuộc đại đội bổ sung cũng lũ lượt kéo ra. Grigori ngồi cạnh anh. Mùi ẩm ướt của đất sét trên con đê xông lên nồng nặc. Ở chỗ sát mép bờ cỏ xanh dờn, nước đặc sánh nhấp nhoáng ngũ sắc như nở hoa. Grigori vừa giết những con giận trong các đường viền và nếp nhăn trên áo sơ mi, vừa kể lể. Anh Petro ạ, bây giờ trong lòng em đau khổ chết đi được. Lần này em sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Cứ như bị đưa vào dưới hòn đá cối xay, bị nghiền nát nhừ rồi lại được nhả ra. Giọng Grigori rè rè than vãn. Một vết nhăn sâu đen đen nằm chếch ngang trán. Đến lúc này, Petro mới nhận thấy vết nhăn đó và nó đã làm anh ta bất giác sợ sợ. Vết nhăn hoàn toàn mới ấy có làm Petro kinh sợ với tính chất biến đổi xa lạ chứa đựng trong đó. Đau khổ như thế nào? Petro vừa hỏi, vừa kéo cái áo sơ mi qua đầu để lộ một thân hình trắng hếu với một cái ngấn rất đều quanh cổ ngăn với phần bị rám nắng. Rồi anh sẽ thấy thế nào? Grigori nói vội vã, giọng chàng trở nên cứng rắn trong cơn bực bội. Con người đang bị xua đến chỗ đánh giết nhau, anh chớ có dính dáng vào làm gì. Con người đã trở nên tồi tệ hơn cả loài sói độc, bốn bề toàn không khí hằn thù. Có lẽ bây giờ em mà cắn ai thì người ấy sẽ hóa dại ngay tức khắc. Thế mày đã có lần phải giết người rồi à? Đã có. Grigori gần như kêu lên rồi vo tròn cái áo sơ mi ném xuống chân. Chàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác và cứ lấy những ngón tay nắn bóp mãi chỗ cổ họng, tựa như muốn ấn cho bật ra những lời bị tắc trong cổ. Kể tao nghe đi. Petro bảo Grigori nhưng lại tránh và sợ bắt gặp ánh mắt thằng em. Lương tâm dày vò em. Ở gần Lê Nhi Úp, em đã dùng giáo đâm chết một thằng trong lúc đang hăng mà không đâm cũng không được. Nhưng vì sao em lại chém chết một thằng khác cơ chứ? Như thế nào? Còn thế nào nữa? Em đã vô cớ chém chết một con người để rồi vì nó, vì cái thằng chó đẻ ấy mà tâm hồn em bị ốm đau quặt quẹo. Thằng khốn nạn, đêm nào em cũng nằm mơ thấy nó. Không biết có phải lỗi ở em không? Mày chưa quen đấy thôi, chờ đấy mà xem, rồi sẽ thấy như cơm bữa. Đại đội anh là đại đội bổ sung phải không? Grigori hỏi. Sao lại bổ sung? Không đâu, chúng tao đến trung đoàn 27. Thế mà em cứ tưởng đến tiếp viện chúng em. Đại đội chúng tao bị ghép vào một sư đoàn bộ binh nào đó. Bây giờ chúng tao đang đuổi theo trung đoàn ấy đây. Nhưng cùng đi với chúng tao cũng có một bộ phận bổ sung. Người ta cắt đến chỗ chúng mày những thằng trẻ. À ra vậy. Thôi, chúng ta tắm cái đã. Grigori vội vã tụt quần rồi leo lên mặt đê. Người dám nâu hơi gù nhưng cân đối. Petro thấy từ dạo hai anh em chia tay nhau đến giờ thằng em anh ta đã già hẳn đi. Grigori duỗi thẳng hai tay bổ nhào xuống nước. Làn nước đặc sánh màu xanh lá cây ập tới kín chỗ sau hai bàn chân Grigori rồi lại tản ra. Grigori bơi ra chỗ đám lính cô giắc đang cười khà khà ở giữa đầm. Hai bàn tay vỗ xuống nước như âu yếm vuốt ve, vai di động lười nhác. Petro hì hục mãi mới tháo xong cây thánh giá đeo sát người và bài kinh cầu nguyện khâu trong cái túi. Anh ta nhét cái dây đeo vào trong chiếc áo sơ mi rồi lần xuống nước, vẻ mặt vừa sợ vừa khó chịu. Đầu tiên Petro té nước lên cho ướt ngực ướt vai, sau đó ái chà một tiếng và ngụp xuống bơi đuổi theo Grigori. Hai anh em bơi cách nhau một quãng, cùng sang tới khoảng bờ cát
mọc đầy những bụi rậm ở bên kia đầm. Thân thể được cử động nên Grigory cũng khuây khỏa chút ít. Chàng vừa vươn tay bơi vừa nói bằng một giọng cân nhắc không còn sôi nổi như lúc nãy. Giận cắn khắp người em, lại thêm cái nhớ nhà. Bây giờ em chỉ mong được qua nhà một cái. Nếu có cánh em sẽ bay đi ngay, dù chỉ được nhìn qua một cái. Thế nào anh? Ở nhà ra sao? Natalia nó về nhà ta rồi. Sao? Vẫn khỏe mạnh. Cha mẹ thế nào? Vẫn bình thường. Còn con Natalia thì nó vẫn đợi mày đấy. Nó cứ nhất định cho rằng mày sẽ lại về với nó. Grigory bị sặc, chàng lặng lẽ nhổ chỗ nước vừa ộc vào miệng. Petro quay đầu lại cố nhìn vào mắt Grigory. Mày viết thư về nhà cũng nên có một câu hỏi thăm nó chứ. Có mày nó mới sống được. Sao Natalia lạ thế nhỉ? Đã xé đôi còn muốn chắp vá lại hay sao? Người ta nói cũng đúng. Con người chỉ sống bằng hy vọng. Con bé ngoan lắm. Tính nết thì đứng đắn, biết giữ gìn. Các chuyện lẳng lơ đĩ thoã, nó hoàn toàn không có chút gì. Natalia lấy chồng đi thì tốt hơn. Mày nói gì mà lạ? Chẳng có gì lạ. Chỉ có một con đường như thế thôi. Chuyện hai đứa mày với nhau, tao chẳng can thiệp. Thế còn Dunyaska? Nó có thể là một cô dâu được rồi đấy em ạ. Có một năm mà nó nhớn nhớn là mày chẳng còn nhận ra nó được đâu. Thật à? Grigory ngạc nhiên vui hẳn lên. Thật thế đấy. Ở nhà sẽ cho nó về nhà chồng mà chúng mình chẳng được nhúng ria vào rượu cưới của nó đâu. Lũ khốn kiếp. Có lẽ chúng nó sẽ giết chúng mình từ bao giờ rồi. Chuyện ấy thì cũng dễ thôi. Hai anh em leo lên bãi cát rồi chống khuỷu tay nằm song song bên nhau, cùng phơi mình dưới nắng lúc này đã gay gắt. Mitka Kosevoy bơi qua, nhô gần nửa người lên khỏi mặt nước. Xuống nước đi, Griska. Hượng đã, để mình nằm một lát. Grigory vừa chôn một con bọ hung vào lớp cát xốp tơi vừa hỏi. Anh có nghe tin gì về Aksinia không? Hồi chưa tuyên chiến, anh có gặp nó trong thôn. Còn về đấy làm gì nữa? Nó về nhà chồng lấy đồ đạc. Grigory húng hắng ho, rồi lấy sống bàn tay gạt cát vùi kín hẳn con bọ hung. Anh có nói chuyện với Aksinia không? Chỉ chào qua loa, coi bộ béo tốt phởn phơ lắm. Có lẽ ăn cơm nhà địa chủ cũng dễ chịu. Còn Stepan? Đến mẩu nến nó cũng để cho Aksinia lấy. Không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mày phải liệu liệu đấy, phải để ý giữ mình. Anh em kể lại cho tao biết rằng một lần Stepan say rượu, nó đã dọa. Hễ cùng chiến đấu là ngay trận đầu, nó sẽ cho mày ăn kẹo đạn ngay. À hà, nó không tha thứ cho mày đâu. Em cũng biết. Con ngựa tao mua lấy đấy. Petro nói sang chuyện khác. Ở nhà phải bán bò à? Bán mấy con hói, được 180 rúp. Mua một con ngựa, mất 150 rúp. Tốt hơn con của mày. Mua ở chút can đấy. Thế lúa má như thế nào? Được mùa, nhưng lại không được gặt đem về. Chưa kịp gặt, đã bị sách cổ đi rồi. Câu chuyện đã chuyển sang vấn đề cày cấy làm ăn, nên không còn căng thẳng như lúc nãy. Grigory thèm khát nuốt lấy từng tin nhà. Giờ phút này, chàng hoàn toàn sống với những mẩu tin đó và đã gần như chàng trai ngang bướng và chất phác trước kia. Thôi lạnh rồi, chúng mình mặc quần áo thôi. Petro bảo em, rồi phủi cát trên bụng ướt đẫm, người run run, da lưng da tay đã nổi gai ốc. Bọn lính cô giắc kéo đàn kéo lũ ở đầm về. Stepan Atakhov đuổi kịp hai anh em ở dãy hàng rào ngăn khu vườn với sân trang trại. Anh chàng vừa đi vừa chải bờm tóc xõa trước trán bằng một chiếc lược xương nhỏ, rồi nhét lại bờm tóc vào dưới lưỡi chai. Stepan tới ngang Grigory. Chào anh bạn. Chào anh. Grigory dừng lại, nhìn Stepan bằng cặp mắt có phần ngượng nghịu như hối lỗi. Còn chưa quên mình chứ? Gần như quên mất rồi. Mình thì chưa quên cậu đâu. Stepan mỉm một nụ cười chế nhạo, rồi không dừng lại, vượt luôn lên trước,
bá vai một gã cô giắc đeo lon hạ sĩ đi phía trước. Trời vừa tối thì trung đoàn nhận được lệnh của sư đoàn bộ, mệnh lệnh truyền qua điện thoại bảo phải tới ngay vị trí. Chỉ 15 phút sau, trung đoàn đã sửa soạn xong xuôi, được bổ sung thêm quân số. Đơn vị vừa đi vừa hát, tiến ra lấp lỗ hổng mới bị kỵ binh Hungary chọc thủng. Lúc chia tay, Petro dúi vào tay em một tờ giấy gấp tư. Cái gì thế này? Grigory hỏi. Anh chép cho mày một bài kinh cầu nguyện, giữ lấy nhé. Nó có giúp được gì không chứ? Đừng có báng bổ Griska. Em có báng bổ gì đâu. Thôi tạm biệt em, mong em mạnh khỏe. Mà mày đừng có xông xáo lên trước những thằng khác. Thần chết, nó vốn hay chọn những đứa quá hăng đấy. Ra đến đấy thì liệu mà giữ lấy mình? Petro kêu to. Nhưng đã có bài kinh cầu nguyện rồi cơ mà. Petro khoát tay. Mọi người đi đến 11 giờ mà chẳng có biện pháp gì đề phòng cả. Mãi sau, bọn quản mới truyền cho các đại đội mệnh lệnh hành quân hết sức yên lặng, cấm hút thuốc. Trên cánh rừng xa xa, thấy bay vụt lên những viên đạn tín hiệu kèm theo những đám khói tím. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.